Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Hôm nay thì gia đình Ngọc xuất phát từ sáng sớm để mà chở bé và đưa tất cả các hành lý vào phòng trọ, vì còn một vài ngày nữa là đã vào nhập học năm mới rồi. Thuê phòng trọ cho bé xong, đã đặt xong hết rồi đó. Bây giờ hôm nay là để vận chuyển hành lý đưa vào để sắp xếp cái phòng trọ cho bé đâu đó cho tươm tất nữa. Hiện tại thì gia đình đã xuất phát đi rất là sớm, cho nên ở nhà chưa kịp ăn sáng nữa, cho đến là dừng ở trạm nghỉ để cùng nhau ăn sáng rồi mới lên đường tiếp. Trạm nghỉ bên đây ở mùa dịch thì lúc này thì nói chung là cũng người ta đã cho vào ngồi ăn ở bên trong quán rồi, chứ khoảng hơn một tháng trước đây là cũng không cho nữa, mình chỉ được mua mang ly thôi. Nhưng mà lúc này thì được rồi, nhưng mà vẫn ngồi một cái bàn vậy, thường thường là có bốn ghế đều có rào chắn lại hết. Đi cùng một gia đình đi chăng nữa, một bàn gì mình ngồi được bốn người mà có rào chắn trong suốt như vậy đó, để chắn lại hết, để mà ngăn ngừa phòng dịch rồi này kia, nói chung rất là cẩn thận. Ngọc kêu một tô udon. Sáng sớm thì thích ăn món mì canh hay gì đó mà có nước nóng như vậy nè. Trời bên ngoài cũng còn đang rất là lạnh. Sundubu는 아저씨 거고. 순두부 라면. Nhìn nó hai cái tô mì hấp dẫn mà nhìn mà thèm quá à. Nó vừa. Còn tất ramen. 이거는 뭐예요? 우동. 내 거는 어떤가요? 그거. Thôi bây giờ ăn tranh thủ, ăn cho nhanh để còn lên đường nữa. Sau khi đi xe hơn khoảng 3 giờ đồng hồ, bây giờ thì đã sắp đến nơi rồi. Đi gần đến đây thì là cảm thấy là con đường rất là quen thuộc, vì đã đi về đây cũng mấy lần rồi. Giờ chỉ cần quẹo qua một con hẻm nữa là vào tới bên trong cái đường ngay cái khu mà mướn nhà trọ cho con gái. Thế là tất cả các hành lý đều đã được đem lên đến phòng của con gái trên lầu 3. Ở đây thì cũng cái khu này là thấp, chỉ cái tòa nhà này chỉ có 4 tầng thôi, nhưng mà đều có thang máy hết. Bây giờ cùng nhau vào rồi mở tất cả hành lý ra và sắp xếp đâu vào đấy. Để một mình con gái dọn thì sẽ mất thời gian.
Và còn phải hướng dẫn cho con gái nhiều thứ lắm, cho nên là cả gia đình đều cùng nhau hợp sức để lên đó phụ cho cháu. Cái phòng này thì cũng rất là nhỏ, chỉ vỏn vẹn khoảng 19 mét vuông thôi. Nhưng mà ở trên đây nói chung là giá thuê phòng trọ là cũng đắt hơn ở thành phố của Ngọc. Tức là tiền mình phải có đóng một khoản tiền đặt cọc, đó là 3 triệu won, tức là khoảng 60 triệu tiền Việt Nam của mình. Sau đó là bây giờ mình đóng tiền mỗi tháng, vì đây là full option, tức là của nhà trọ có đầy đủ tất cả, chẳng hạn như tivi nè, tủ lạnh nè, máy lạnh, máy giặt, bếp ga, về xem cái dây tivi nè, rồi internet, tất cả đều có sẵn hết. Mình chỉ cần bước vào và sống thôi, cho nên là nói chung là đầy đủ tiện nghi. Cho nên mỗi tháng cái tiền tháng ấy thì hơi đắt một chút. Tiền gia tiền hàng là khoảng là 400.000 won, cái đó là chưa tính cái phí mà tiền ga để mình sưởi ấm, cái đó tiền đó là mình trả riêng. Trong 400.000 won này là khoảng 8 triệu tiền Việt Nam mình á, là bao gồm như là phí nhà nè, rồi dọn dẹp nè, bảo vệ, rồi tiền điện, tiền nước, bao gồm được những đó. Chung thì một giá thì cũng khá hơi cao, nhưng mà vì tiện lợi, vì nhà trọ là cũng ở gần trường nè, môi trường xung quanh á, thì cũng rất là an toàn và tiện lợi, vì có các siêu thị lớn, quán ăn nè đầy đủ, bệnh viện cũng gần đó. Nói chung là có thể là an tâm để cho bé ở lại đây một mình ở trọ và đi học như vậy. Hiện tại thì ký hợp đồng là 1 năm, nhưng nghe người trung gian bên bất động sản nói thì mình ký hợp đồng thì là 1 năm, nhưng mình sống thì khoảng 6 tháng trở lên thì mình có thể đi ra mà không có sợ là bị thất thoát hay là ảnh hưởng gì tới tiền cọc hết. Giờ thì con gái đã đến trường học để lấy tất cả những hành lý còn lại ở trong ký túc xá để mang về. Trong thời gian đó thì Ngọc bây giờ là chuẩn bị là đem tất cả hành lý ra rồi dọn dẹp đâu vào đấy hết cho con. Sau khi mà sắp xếp hết tất cả các đồ đạc á, thì đã đến giờ cơm trưa, cả nhà cũng đói bụng rồi, cho nên là đi vào cái quán ăn ngay bên cạnh nhà trọ của con gái. Nãy giờ mà lên xuống á, nhìn thấy là cái quán này rất là đông khách. Thấy những quán nào đông thì chắc là ngon rồi. Đây là quán bán món cơm trộn gạo lúa mạch, cũng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Với món này thì có thể là mình ăn canh thêm cái canh tương đậu nè, rồi ăn rau trộn này kia nhiều, nói chung là cũng tốt cho sức khỏe. Thank you.
감자탕이랑 먹으면 되겠다. Ăn cơm trưa xong thì cả nhà cùng nhau đi qua cái siêu thị Lotte, cũng gần nhà, đi bộ được mấy bước là tới à, để mà mua thêm một số vật dụng nữa. Vì nói chung là nếu mà mua nhiều quá, chuẩn bị đầy đủ quá, thì xe chở không có hết. Nên những cái nào còn lặt vặt chưa thì nói là thôi đến đây rồi mua luôn. Đường xá đây rất là rộng lớn nè, thoải mái. Nói chung là khu này là đô thị lớn, thành phố cũng học ở rất là nhiều luôn. Lotte cinema 나 뭐 슈퍼 슈퍼도 있다. 슈퍼 모델 하우스 뭐 다 있네. 아니까 이거 마트는 없는 거 아니냐? 글쎄요. 그냥 하이마트만 있는 롯데 마트잖아요. 롯데 마트. 그러니까 롯데 마트 하이마트만 있는 거 아니냐? 잠깐만 이거 잠깐만. 우리 넷째 주 아니야 지금? 저. 전기 휴무인데요? 아니 오늘 휴무 같아. 휴무인데? 전기 휴무다. 이거 물어봐. 아... 뭐 휴무냐? 이마트 있어. 차 타고 가야 돼. 이마트 가야 되겠네. 아니 살 게 뭐 사야 되는데? 도 siêu thị Lotte đã đóng cửa. Cho nên là cả gia đình định là đi cái IMAX, mà cái siêu thị IMAX đó hôm nay cũng lại là ngày nghỉ định kỳ luôn. Đi hai nơi đều đóng cửa hết. Thế là không còn cách nào khác phải quay đến đây. Đây là cái siêu thị của ngân hàng nông nghiệp. Tại vì so với hai cái siêu thị kia thì ở đây thì nó hơi nhỏ. Cái quy mô của nó rất nhỏ, cũng không có bán đầy đủ nữa. Nên là không có dự định là đến đây, nhưng mà bây giờ phải chịu thôi. Vào đây mua được cái nào cần thiết thì mua, còn nếu cái nào không có nữa đó thì con gái nó là ngày mai đợi siêu thị mở cửa thì sẽ mua sau. Chú bán giống phương chốt rồi đó. Nếu muốn sao nữa? Hết bán. Hết bán sao đâu? Hết bán sao đâu? Chú bán giống phương mở đi đấy. À, mưa. Mưa, chợ tăng đi mang xa. Khai đang tôm á.
bây giờ khi mà mua đồ xong á thì chở con gái về lại phòng trọ, rồi thì cả gia đình lại phải lên đường để quay về nhà vì đường về vẫn còn rất xa. Thôi video đã dài, Ngọc xin dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì xin like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp Ngọc nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ủa xin cảm ơn. Ủa xin cảm ơn. 뭘 찾아? 아빠 있어 엄마 들고 있는데 아 깜짝아 너무 작잖아요 아니 근데 작은 것도 있어야지 야 뭐 요리를 하는 게 아닌데 그래도 뭐 과일 혹시나 뭐 갖고 딱 중간 크기 없나요? 아빠 보세요 네 가서 골라봐 오늘도 저희 하나로 만드셔서 즐겁고 있어 다 샀어 감사합니다 과일 먹어?